Chào anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong một cái video hướng dẫn cách chơi guitar. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em một cái tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Ngân và Huy Phương. Đó là tác phẩm Chiều Xuân Xa Nhà. Trong một cái không khí sắp xuân về, tôi làm một cái hướng dẫn như thế này để anh chị em nào đó có một cái tâm sự của chiều xuân xa nhà thì có thể tập và trải lòng mình ra trong một cái chiều xuân xa nhà. Bài này chúng ta sẽ chơi ở cái tông La Thứ. Và capo được kẹp ở ngăn 1 để cho phù hợp với cái giọng hát của tôi. Anh chị em nào hát cao hơn thì có thể capo cao lên một tí. Cái bài của chúng ta nó đại loại như thế này. Đại loại cái bài của chúng ta nó như thế. Bài Chiều Xuân Xa Nhà của chúng ta có đoạn A được chơi ở điệu Habanera. Đoạn B và đoạn C sẽ chơi ở cái điệu Ballad dành cho Habanera. Để giới thiệu cái cách chơi của bài này, tôi sẽ giới thiệu từng cái tiết tấu của điệu Habanera và điệu Ballad cho Habanera có khả năng sử dụng trong cái bài này, để anh chị em luyện tập một cách thành thạo, sau đó chúng ta sẽ sử dụng nó một cách ngẫu hứng trong cái bài này. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái điệu Habanera. Cái điệu này sẽ được tôi sử dụng ở trong cái đoạn A, hay gọi là phiên khúc 1. Với cái điệu Habanera này thì trong cái khuôn khổ của bài này tôi sẽ giới thiệu với anh chị em 6 cái tiết tấu Habanera. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu cái tiết tấu 1. Đây là tiết tấu 1 của chúng ta. Cái điệu này được viết ở cái nhịp 4-4. Có 4 phách. Chúng ta sẽ đọc là 1, 1, 2, 3, 4, 3 và 4 và. 1, 1, 2, 3, 4, 3 và 4 và. Đàn lên thì nó như thế này. Bùm, chát, 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 bùm, chát, bùm, chát. Chúng ta nghe thấy có 3 tiếng bát, trong đó 2 cái bát chính và 1 cái bát phụ. Bát phụ là bát âm 5, có thể đánh bát ở dây 4, có thể đánh bát ở dây 6. Nếu tôi đánh bát phụ dây 6 thì nó như thế này. Đánh bát phụ dây 4 thì nó như thế này. Ai quen kiểu nào thì chơi kiểu đó. Tôi chơi hai ô La Thứ. 3, 4. Trong cái trường hợp chúng ta muốn dẫn bát đi đâu đó thì chúng ta lấy hai cái nốt cuối cùng để chúng ta dẫn bát. Ví dụ tôi chơi từ La Thứ sang pha chưởng. Ở trong bài có đó, tôi có thể dẫn như thế này. Sang bát của pha chưởng.
Chúng ta có thể dùng cả cái tiết tấu 1 cho đoạn A vẫn được. Nhưng mà chúng ta cứ chơi để biết nhiều cái tiết tấu, sau đó chúng ta sẽ chơi một cách ngẫu hứng, dùng ngẫu hứng không cần tính toán tiết tấu nào cả. Chúng ta khẳng định là tiết tấu 1 một chút. Bát chính, chép 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 bát, chép bát phụ chép. Cái phách 1 đảm bảo cần phải có bát chính. Những cái bát đằng sau có thể thay đổi đi một chút cũng không sao cả. Chúng ta chơi lại tiết tấu 1 một lần nữa. 1, 2, bùm, chát 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 chát, bùm, chát, bùm, chát. Thêm một lần nữa. Quá dễ đúng không? Thử hát một câu xem nào. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thăm pháo hồng. Tiết tấu 2 có cái âm hình tiết tấu tương tự, chỉ có dây khác đi một tí. Nửa sau giống y chang, nửa đầu thì có cái phách thứ 2 chia ra đánh dây lẻ. Chúng ta chỉ khác ở chỗ 1, 2, 3, 1 bát. 1, 2, 3, 1 bát, chép, bùm, chép. Hết bát. 1, 2, 3, 1 bát, chép, bùm, chép. Bát. 1, 2, 3, 1 bát, chép, phụ, chép, bát. 1, 2, 3, 1 bát, chép, phụ, chép, bát. 1, 2, 3, 1 bát, chép, phụ, chép, bát. 1, 2, 3, 1 nha. Bát. 1, 2, 3, 1, bát, chép, phụ, chép. Thử hát một câu nha. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thăm pháo hồng. Chúng ta sang tiết tấu thứ 3. Tiết tấu thứ 3 cũng là cái tiết tấu như thế, dây đánh khác đi thôi. Bát 4, 3, 2, 1, 2, 3, phụ, 3, phụ ở dây 4 á. Bát 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, bát. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, bát. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Dễ đúng không? Chơi đúng tốc độ một tí. 1, 2. Câu nha. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thăm pháo hồng. Chúng ta sang tiết tấu thứ 4. Tiết tấu thứ 4 gần giống tiết tấu thứ 3, nhưng cái cuối cùng chúng ta đánh nguyên một chùm chép chứ không phải là một nốt. Tôi chơi như thế này. Tương tự cái thứ 3. Thử hát một câu nha. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thăm pháo hồng. Tất cả những cái tiết tấu trên của chúng ta thì
thì sử dụng cho những cái hợp âm mà có 5 giây, ví dụ như la thứ 5 giây nè, rồi rê thứ 4 giây, 4 giây, 5 giây đều dùng được. Bây giờ chúng ta chuyển sang tiết tấu thứ 5. Tiết tấu thứ 5 của chúng ta sẽ dùng cho cái hợp âm có 6 giây. Ví dụ ở đây là mi 7. Tiết tấu vẫn giống thế nhưng mà dây đánh khác thôi. Sẽ là bát 5 4 3 2 1 2 phụ chép. Phụ ở đây là dây 4. Bát 5 4 3 2 1 2 4 chép. Son trưởng cũng có thể chơi như thế. Pha trưởng cũng được. Đó là hợp âm 6 giây. Thêm một cái tiết tấu nữa, tiết tấu thứ 6. Nhiều nốt hơn, tiết tấu khác hơn những cái ở trên. Tiết tấu thứ 6 này có thể ít dùng hơn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau ráp cái điệu Habanera vào đoạn A của bài Chiều Xuân Xa Nhà. Chúng ta sẽ dò cái hợp âm của câu đầu tiên trước. Đầu tiên, hợp âm la thứ vào ngay dấu lặng. Chiều ở nơi đây. Mi thứ, chiều không thấy khói, la thứ. Pha chưởng, xuân sang không mai thắm pháo hồng, la thứ. Đầu ô lại pha chưởng, sao con vẫn thấy lòng rảy rứt. Si thứ bảy chữ năm, nhớ quê nhà. Son chưởng, bếp lửa chiều xuân. Mi sút bốn. Với cái câu này, cái ô nhịp lấy đà đầu tiên chúng ta chỉ rải dần nó một tí thôi, không có đưa cái điệu vào. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng rảy rứt. Nhớ quê nhà, bếp lửa chiều xuân. Ở đây, hợp âm mi sớt tôi đã sử dụng một cái tiết tấu hơi khác vì nó là kết câu. Do đó chúng ta sử dụng cái tiết tấu hơi khác tí. Nó như thế này. Tôi chơi lại ô 16 và đếm lên nè. Bát 5 4 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1. Bát 5 4 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1. Nhanh lên nè. Cái cuối cùng là của ô sau. Chơi lại câu 1.
Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng dày dứt nhớ quê nhà. Câu thứ hai, chúng ta bắt đầu, chúng ta cũng rải cái hợp âm mi thứ bảy ra nè. Nhà ở nơi đây không có ngõ sau. Tới cái la thứ này chúng ta mới vào cái điệu. Từ cái mi sớt qua nè. Nhà ở nơi đây không có ngõ sau. Do hợp âm trước nha. Nhà ở nơi đây, mi thứ bảy, không có ngõ sau. La thứ, đầu ô rê trưởng, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. La thứ, tiếp theo pha trưởng, từng chiều xuân đến mây trăm hương. Đô trưởng, tiếp tục, mi bảy, mỗi hương lòng con một nỗi sầu. Rê giữa ô rê trưởng và la. Xuân xa. Nào, chúng ta chơi cái câu thứ hai. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu. Biết chừng quê mẹ ở nơi. Xuân đến mây trăm hương, mỗi hương lòng con một nỗi sầu. Cái kết của cái câu thứ hai, chúng ta có một cái câu nó như thế này. Cái câu cầu nối của chúng ta nó cũng chính là câu kết thúc của cái intro luôn đó. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng rảy rít nhớ quê nhà. Bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu. Biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trăm hương. Trước khi đi vào chi tiết cho cái đoạn B thì chúng ta sẽ cùng nhau tập 4 cái tiết tấu mà có khả năng chúng ta sẽ sử dụng trong đoạn B. Chúng ta bước vào tiết tấu đầu tiên của đoạn B. Tiết tấu đầu tiên của đoạn B nó như thế này.
Cái tiết tấu này sẽ có nhiều người khó ở cái chỗ móc giật ở phách thứ hai đó. Bùm chát hai ba, bùm 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 chát. Đọc lên cho tôi số 23, tức là một phách nó có 4 nốt. Chát là 1, 2, 3 là không làm gì. Thêm tiếng bùm nữa. Bùm chát hai ba, bùm 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 chát. Để đảm bảo rằng chỗ đó chúng ta đánh đủ giật. Nó dùng ngay ở cái chỗ xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Đoạn B chúng ta chủ yếu sử dụng cái tiết tấu này cho nó nhẹ nhàng thôi, tại vì đoạn C nó mới là đoạn cao trào. Bùm 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 chát. Xuống xuống lên xuống xuống xuống. Chỉ có một cái lên. Bùm chát. Bùm bùm chát. Chúng ta chơi một vòng hợp âm nha. La thứ pha trưởng. Mi 7 trở về la thứ. 3 4 nhiều hơn một chút. La pha rê mi la. 3 4 bùm chát bùm 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 chát pha chát bùm 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 chát rê chát bùm 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 chát mi chát bùm 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 chát. Chát là tập trung vào ba dây nhỏ. Bùm làm sao đánh vào cái dây bát chính của hợp âm, tập trung vào cái nốt đó. Chúng vài cộng kế bên cũng được, nhưng những cộng kế bên nó phải kêu nhỏ hơn cái bát chính thì nó mới có hiệu quả. La thứ thì cái cộng dây la này phải kêu lớn hơn. Chúng ta nghe ra cái bát la. Chép thì chơi ba cộng nhỏ. Đó là cái tiết tấu thứ nhất. Chúng ta hãy tập thành thạo nha, phải thành thạo rồi mới sử dụng vô bài. Chúng ta bước qua cái tiết tấu ballad thứ hai cho điệp khúc nè. Nó như thế này. Dùng xen kẽ với tiết tấu 1. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống. Có hai cái lên. Nhớ là có cái giật nha. Bùm chát hai ba, bùm 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 chát. Bùm chát, bùm 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 chát. Hãy đọc lên được trước khi chơi. Bùm chát, bùm 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 chát. 1 2 và 3 3 và 4. 1 2 và 3 3 và 4. Bùm chát, bùm 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 chát. Bùm chát, bùm 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 chát. Có thể áp dụng vô bài ngay câu đầu tiên. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Bùm chát, bùm 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 chát. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Chúng ta sang cái tiết tấu thứ 3 được sử dụng trong điệp khúc. Nó thêm một cái móc đơn ở đằng sau, sau tiếng chát. Bùm chát, bùm 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 chát. Bùm bùm chát, bùm 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 chát. Bùm 1 2 và 3 3 và 4 và 1 2 và 3 3 và 4 và 1. 1 bao giờ cũng phải lớn hơn nha. Chúng ta lắng nghe cái tiếng bùm ở cái phách thứ tư á, nó nhẹ nhàng hơn phách 1 nhiều.
vẫn có thể áp dụng ngay đoạn B. Xuân sang mẹ vẫn còn buồn mãi. Chúng ta tiếp tục sang cái tiết tấu thứ tư. Tiết tấu thứ tư hơi dày hơn chút ở phách thứ tư. Ở đây nó nghe nó như thế này. Bum chát, bum 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 bum. Chậm lại một tí nè. Cái 1 là nó dài hơn thôi. Cái phách 1 tuy nhiên trong khi chơi chúng ta có thể ngẫu hứng nó thành hai móc đơn cũng được. Tức là có thể thêm một cái tiết tấu thứ 5, tức là phách 1 của chúng ta chia ra làm 2. Đó là những cái tiết tấu tôi đã sử dụng trong cái đoạn B và đoạn C. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết cụ thể trong bài. Áp dụng tiết tấu ballad cho đoạn B. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong. Ngọn đèn cháy nhỏ dầu. Chúng ta làm lại đoạn B một lần nữa. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi. Mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong. Ngọn đèn cháy nhỏ dầu sắp cạn. Con không về kịp để châm dầu. Bắt đầu đoạn C. Đoạn C tôi chia làm hai phần. Hợp âm của đoạn C 1. Con không dám hẹn son trưởng như người hẹn đô trưởng. Và là thứ. Nên mỗi xuân về rê thứ. Mỗi xót xa là thứ. Tiếp tục là thứ. Rồi mai câu đồ son trưởng, dây chầu tàn đô trưởng, qua mi trưởng, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua là thứ, giữa ô rê trưởng, trở lại là thứ. Đoạn C2 cũng dằn như thế nè. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa. Con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên
đoạn C2 cũng là đoạn kết thúc. Hợp âm của nó như thế này. Mẹ ơi xuân đến, rê trưởng thêm lần nữa, pha trưởng tiếp theo son trưởng, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, đô trưởng qua rê thứ, con mơ một ngày son trưởng về bên mẹ, đô trưởng qua mi bảy để vui bên bếp lửa giao thừa, rê trưởng qua la thứ, con mơ một ngày lặp lại để kết về bên mẹ, đô trưởng để vui bên bếp lửa giao thừa. Lặp lại cái câu đó để fake out kết. Bây giờ chúng ta làm đoạn C2. Chúng ta chơi cái đoạn C2. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa, con mơ một ngày về Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong cách đệm. Và bây giờ còn cái dạo đầu. Tôi cũng chia cái dạo đầu ra thành nhiều phần nhỏ nhỏ để giới thiệu với anh chị em. Đầu tiên là từ đầu cho tới đầu ô thứ 3. Nó đi qua hai cái hợp âm la thứ và pha trưởng. Pha đánh một cái bát pha này thôi. Chúng ta sẽ chơi cái tiết nhạc đầu tiên nó như thế này. Đây chính là cái nét nhạc ở trong bài. Tiết nhạc đầu tiên. Giai điệu chỉ có nhiêu đây thôi. Phần còn lại chính là cái điệu của bài chúng ta đã học. Qua hợp âm pha trưởng thôi. Một bát thôi nha. Chủ yếu nó giai điệu, do đó tôi đánh giữ một cái bát. Giai điệu tôi sẽ thêm vào sau. Chúng ta chơi lại cái tiết nhạc vừa rồi. Một lần nữa và đi luôn. Từ ô số 3 sang đầu ô số 4. Pha trưởng nè. Giữ bát pha. La mi do re, la mi re, re là qua rê thứ.
giữ bát pha la mi đô rê la mi rê qua rê thứ. Ở đây thì tôi sẽ chơi, theo tôi thì chơi cái ngón như thế này nó dễ nè, giữ là ngón 4, mi là ngón 3, đô là ngón 2, rê rê là ngón số 4, la mi, la mi thì còn hai ngón này là dễ rồi, la mi rê, bấm hợp âm rê thứ. La mi đô rê la mi rê. Khó cái chỗ này thôi nè. Rê thứ thì bắt đầu đưa cái điệu vào phần ngân dài. Qua son trưởng đấy, bát son. Chơi lại từ ô số 3 sang đầu ô số 5. Cứ đánh cái bát trước cái đã. Một lần nữa. Son trưởng sang cái ô kế tiếp là đô trưởng. Nhưng khi chơi giai điệu chúng ta không có chơi bấm nguyên cái hợp âm đâu. Son nè. Ở cái này có một cái là cu lê xuống bằng cái ngón út hơi khó nè, kêu bằng pull up đó. Đô trưởng, chơi lại một lần nữa. Chơi lại và đi tiếp. Đô trưởng sang mi thứ đó. Cái nét giai điệu này nó đi từ cuối cái ô số 6 nè. Si la son bát mi. Cuối ô 6 sang đầu ô 8. Đầu ô của chúng ta luôn luôn có bát. Có thể có giai điệu, có thể không. Rồi ô cuối cùng. Cái nét giai điệu cuối cùng này chúng ta đã sử dụng nãy giờ hơi nhiều rồi. Chúng ta chơi lại nguyên cái dạo đầu. 4 1. Như thế là chúng ta đã giới thiệu với nhau xong cách chơi bài Chiều Xuân Xa Nhà của nhạc sĩ Nhật Ngân và Huy Phương.
Hy vọng là anh chị em sẽ luyện tập thành thạo và chơi được cái bài Chiều Xuân Xa Nhà để có thể trải lòng mình trong một cái chiều xuân xa nhà nào đó. Chúc anh chị em thành công. Hẹn gặp lại anh chị em trong cái video tiếp theo.